cùng với 8.000 vị đại bí xô. Đại bí xô hay tỳ kheo là chỉ các bậc xuất gia. Chữ đại ngụ ý rằng các vị này đều là bậc trưởng lão, là những tỳ kheo đã xuất gia từ trên 20 tới 30 năm. Không gọi bằng chữ lão, già, mà gọi bằng chữ đại, vì họ là những bậc tỳ kheo lớn, đầy đủ đức hạnh, trí huệ viên mãn, phẩm cách tuyệt vời. Tỳ kheo nguyên là tiếng Phạn bao hàm ba nghĩa. Vị nào hay nghe kinh, ắt đã được nghe nhiều lần ba nghĩa này. Thứ nhất là nghĩa khất sĩ, thứ hai là bố ma, thứ ba là phá ác. Một, khất sĩ chỉ người đi xin ăn, những người đi đến từng nhà để xin cơm ăn còn gọi là kẻ hành khất. Nhưng khất sĩ thì không phải là hạng hành khất bình thường, đi xin với tâm phân biệt không bình đẳng, hãy được cho nhiều thì vui thích, cho ít thì buồn phiền. Đối với vị tỳ kheo khất sĩ thì khác, cho đồ ngon hay không ngon họ cũng chẳng chú ý, hoặc cho nhiều cho ít họ cũng không quan tâm. Họ chỉ biết mang cơ duyên đến để mọi người được gieo phước, ai cho thì người đó gieo nhân và gieo nhiều nhân lành thì gặt khá nhiều phước. Họ chẳng khởi phiền não vô minh. Trên đường đi khất thực, mắt vị tỳ kheo không nhìn ngang nhìn ngửa hoặc quay đầu ngắm nghía, mà luôn giữ thái độ nghiêm chỉnh uy nghi theo đúng pháp, túc cung trai. Đã là người xuất gia, mỗi khi đi ra đường cũng không ngó ngang ngó dọc, luôn luôn giữ cặp mắt nhìn xuống mũi, mũi chiếu xuống miệng, miệng thì quán tâm. Phàm thứ gì hay sự việc gì không đúng với lễ nghi thì mắt không nhìn, tai không nghe, miệng không nói, thân không vọng động. Khất sĩ đi khất thực trong sự yên lặng, không nói năng, chứ không giống như người hành khất đến trước cửa nhà người ta thì nói những câu thưa ông, thưa bà, chúc ông bà phát tài phát phúc, toàn là những từ ngữ tán dương khách sáo. Tỳ kheo đi khất thực thì không nói gì cả, ai bố thí thứ gì thì nhận lấy, không bố thí thì tiếp tục đi, trong tâm không có phiền não. Cho nên khất sĩ và người hành khất không giống nhau. 2. Bố ma là nghĩa thứ hai của chữ tỳ kheo. Vì tỳ kheo đoan nghiêm, có chánh khí, nên thiên ma ngoại đạo trông thấy thì đều kinh hãi, các loại tà ma quỷ quái thì phải lánh xa. Tại sao vậy? Bởi vì bậc tỳ kheo có chánh khí, có thể lấy chánh để hàng phục tà. 3. Phá ác là nghĩa thứ ba. Người thường rất khó phá trừ các tập khí xấu của bản thân, không giống như các bậc tỳ kheo tu đạo là những người chuyên duyệt phá trừ tập khí, chuyên sửa các lỗi lầm của chính họ, cải sửa điều ác thành điều thiện, do đó họ được gọi là phá ác. Trên đây là ba nghĩa của từ ngữ tỳ kheo. Vậy tổng cộng có bao nhiêu vị đại tỳ kheo như thế ở trong pháp hội này? Tất cả có 8.000 vị đại tỳ kheo. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Phật.